Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 66-27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444100. Số thứ hai là 06 con số 8748, số thứ ba là 0585350. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8 giờ tối nha. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, một đổi một trong 30 ngày đầu tiên. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và qua thẻ tín dụng nha. Anh em nào có nhu cầu trả góp cứ qua bên mình làm hồ sơ trả góp trực tiếp nha mọi người. Bên mình thì bán điện thoại có ship call đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì cọc cho bên mình trước phí ship. Bên mình ship hàng cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có hình thức là ship nhanh nha. Mọi người chỉ cần cọc cho bên mình trước là mình sẽ ship cho mọi người trong vòng 1 tiếng đồng hồ sẽ nhận được máy nha. Máy bán ra sẽ bảo hành cho mọi người 3 tháng, một đổi một trong 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện là kêu kèm theo là cáp sạc, một số máy hỗ trợ tiệm tai nghe nha. Mọi thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả video, mọi người chỉ cần kích vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua nha. Samsung Galaxy S21 FE 5G nha, RAM là 8128, máy thì đẹp keng 99 nha. Giá bán của bên mình là 6,7 triệu nha mọi người, 6,7 triệu. Hôm nay thì mình về được máy cây màu tím nè. Máy đẹp keng như mới nha, không biết trời luôn. Màu xám nha, đây, màu xám cũng đẹp keng như mới luôn, RAM 8128 nha. Hôm nay thì mình có 3 màu. Về được 3 màu. Màu này green. Này. Đẹp như mới nha mọi người, giá bán của bên mình chỉ có 6,7 triệu thôi. S21 FE 5G nha. iPhone XS nha, 64GB. Bán hàng 64GB nha. Pin con này còn 87 XS. Giá bán của bên mình là 4,8 triệu nha mọi người. XS màu gold 4,8 triệu nha. XS Max 64GB. Con này nó tróc thủy một xíu nha. Đây, tróc thủy một tí. Đây, tróc thủy một xíu nha. Con này cũng 64GB luôn. Máy thì men zin, màn zin, nguyên zin luôn nha. 64GB. Pin 100 luôn nha, máy zin chuẩn pin 100, tróc thủy nhẹ xíu, ngoại hình còn khá đẹp. Giá bán của bên mình là 6,4 triệu nha, 6,4 triệu. XS Max. Samsung Galaxy S21 FE nha, RAM 8128, ngoại hình đẹp nha mọi người. S21 FE 5G hàng Việt Nam. RAM 8128. Còn giá ngoài hình đẹp keng 99 nha. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 6,6 triệu nha, 6,6 triệu. iPhone 7 Plus Việt Nam 32GB. Pin 86 nha, 7 Plus. Giá bán của bên mình là 2,8 triệu nha, 2,8 triệu, 7 LED 32GB hàng Việt Nam, pin 100. Hôm nay thì mình có một cái iPhone 14 Pro Max, hàng Việt Nam còn bảo hành, con này pin cũng còn 100 luôn. Ngoại hình đẹp nha, ngoại hình đẹp. Giá bán của bên mình là 23 triệu nha, 14 Pro Max hàng Việt Nam còn bảo hành. 128GB nha, 128GB, 14 Pro Max, 23 triệu nha. Xiaomi Poco C40 nha, RAM 4164, ngoại hình đẹp 98, 2,150,000 nha, C40. Xiaomi Redmi K40S, RAM 8128 nha, con này máy xách tay chỉ có tiếng Việt nha. Giá bán là 4,7 triệu thôi, K40S chạy chip Snapdragon là 870, camera 48 chấm. Con này là con Xiaomi Mi 10T Pro 5G, hàng chính hãng, RAM 8256, nứt nhẹ cái lưng nha. Con này chạy chip Snapdragon là 865, camera 108 chấm, màn hình là màn hình LCD, độ phân giải Full HD. Con này thì tần số quét màn hình nó tới 144Hz nha, giá bán chỉ có 3,5 triệu thôi. Anh em nào chiến game một con này, Mi 10T Pro 5G. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, RAM 8128. Con này ngoại hình đẹp 98 nha, 4,5 triệu nha. Note 11 Pro 5G, 4,5 triệu. Xiaomi, con này là con Mi 11T, RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB.
Máy thì ngoại hình đẹp 98 nha. Con này chạy chip Dimensity là 1200, camera chính là 108 chấm nha. Màn hình là màn hình OLED. Giá bán của bên mình là 4 triệu 9 nha. Mi 11T bản 256GB. Con này là con Mi 10T Pro 5G, RAM 8256, thay lưng rồi nha. Con này thay lưng rồi. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 3 triệu 7 nha, 3 triệu 7 thôi. 8256, bản RAM 8256 là hàng chính hãng mới có nha mọi người. Mi 10T Pro 5G. Xiaomi Mi Note 10S nha. Lưng nó hơi cắn xíu nè. RAM 8128, Note 10S, màn hình là màn hình AMOLED nha. Màn hình đẹp. Note 10S. RAM 8GB. Vì xử lý là 8 nhân, giá bán là 2.850.000 thôi, Mi Note 10S nha. Xiaomi Mi Note 11S, RAM 8128, màn hình đẹp 98 nha. Giá bán là 3.350.000. Note 11S. Ngoài đẹp 98 nha, 3.350.000 thôi. Xiaomi. Con này là Mi 11 Lite, RAM 8128 nha. Giá bán của bên mình chỉ có 3 triệu thôi, máy hơi trầy xíu, Mi 11 Lite nha. Chỉ với giá là 3 triệu, con này sở hữu màn hình OLED nha. Xiaomi Mi 12T, RAM 8128, ngoại hình đẹp 98 nha. Ngoại hình khá là đẹp luôn, Mi 12T. Camera 108 chấm, con này sở hữu màn hình OLED này, con này máy mình thiết kế rất là đẹp luôn nha. Mi 12T giá bán của bên mình là 6.850.000 nha. 6850. Mình có thêm màu bạc nữa, cũng RAM 8128, màn hình Ken 99 luôn. 6.850.000 nha, Mi 12T. Xiaomi Redmi Note 11S 5G, RAM 6128 nha, camera 50 chấm, con này cấu hình rất là mạnh nha. RAM là 6 bộ nhớ trong 128, giá bán là 3.650.000. Redmi 10 5G nha, RAM 4 bộ nhớ trong là 64GB, con này ngoại hình nó hơi trầy xíu, 2.350.000 thôi nha. Redmi 10 5G, con này cấu hình cũng khá mạnh. Con này con Redmi Note 12 Pro, RAM 8256, màn hình đẹp 99 nha, 5.400.000. Note 12 Pro 8 bản bộ nhớ trong là 256GB. Xiaomi Mi 11T, RAM 8128, con này có màn hình nó có một cái chấm rất là nhỏ luôn. Giá bán là 3.750.000 nha, chấm sáng thôi. Camera nứt nhẹ xíu nè, 3.750.000. Mi 11T, chạy chiếu Dimensity là 1200, RAM 8128, màn hình OLED nha. Redmi 9, RAM 4GB, ngoại hình 98 nha, Redmi 9. Giá bán là 2 triệu, RAM 4GB, 2 triệu nha. Xiaomi Mi 11 Lite, RAM là 8128 nha, 3.800.000 nha, ngoại hình 97, Mi 11 Lite 5G nè, ngoại hình 97, 3.800.000. Xiaomi Mi 11 Lite 5G nè, con này thay lưng rồi nha, 3650, RAM 8128. Xiaomi Redmi 9A, RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, 1.150.000 thôi. RAM 2 bộ nhớ trong 32, màn hình 6.5, pin 5.000, camera chính 13 chấm, một con máy phổ thông nha, Redmi 9A. Redmi 9C, RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, 1.550.000 nha, Redmi 9C. Con này màn hình tràn viền. Xiaomi Redmi 10, RAM 6128, 2.550.000 nha, con này camera 50 chấm, ngoại hình đẹp tầm 98 nha, Redmi 10. Redmi 9, RAM 3 bộ nhớ trong 32, 1.650.000 nha, Redmi 9. Xiaomi Redmi 12C, RAM 4 bộ nhớ trong 64, 2.350.000, Redmi 12C. Xiaomi Redmi Note 10 nha, màn hình ám rất là nhẹ luôn, RAM 6 bộ nhớ trong 128, con này sở hữu màn hình OLED nha. Đây, màn hình ám nói chung là mọi người nhìn vô sẽ không thấy luôn. Rất là nhẹ nha, rất là nhẹ luôn. Giá bán chỉ có 2.150.000 thôi, Redmi 10. Redmi Note 9S, màn hình nó cũng ám rất là nhẹ, RAM là 6128, camera là 48 chấm nha, Note 9S pin nó hơn 5.000. Giá bán là 2.150.000. Redmi 9C, RAM 4128, 1.950.000 nha, Redmi 9C, màn hình đẹp. Xiaomi Mi 12T, RAM 8128, 6.850.000 nha, Mi 12T, hoàn đẹp nha, Ken 99 luôn.
Xiaomi Redmi Note 12 Pro RAM 8 128 nha, 5 triệu 2. Note 12 Pro RAM 8 128 5 triệu 2 nha. Xiaomi Mi 12 RAM 8 bộ nhớ trong là 256 GB, nấc nhẹ siêu kính nha, nấc nhẹ tí thôi. Đây, Mi 12 thì chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha, nấc nhẹ tí. Giá bán của bên mình là 4 triệu 850 nghìn nha. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 4 triệu rưỡi, máy đẹp Note 11 Pro 5G. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 4 triệu rưỡi luôn nha, máy đẹp. Note 11S RAM 8 128 3 triệu 650 nghìn, máy đẹp nha. Note 11S. Xiaomi 12, con này thì RAM là 8 bộ nhớ trong 128 GB, giá bán của bên là 6 triệu 8 nha. Mi 12 6 triệu 8, máy đẹp keng. Camera là 50 chấm, chip Snapdragon là 8 Gen 1 mà hình cong nha, nhỏ gọn đẹp. Samsung Galaxy A53 5G nha, ngoại hình đẹp như mới luôn nha mọi người, như mới luôn. RAM sẽ là 8 bộ nhớ trong 128 GB. Giá bán của bên mình là 5 triệu nha, A53 5G đẹp keng, 5 triệu. Samsung Galaxy A54 5G, con này thì RAM là 8 GB, bộ nhớ trong là 256 GB nha, A54 5G. Cũng đẹp keng như mới luôn nha. Tám hai năm sáu thì giá bán của bên mình là 6 triệu 8 nha, và mình có bản RAM là 8128, giá bán là 6 triệu rưỡi, còn bản 8256 là 6 triệu 8 nha. Samsung Galaxy M52 5G RAM 8128 4 triệu 150 nghìn nha, full box nha, 4 triệu 150 nghìn. iPhone 11 64 GB nha, iPhone 11 64 GB. Pin thì còn 90 nha, pin cao nha mọi người, pin cao. Giá bán của bên mình là 6 triệu 4 nha, 6 triệu 4. Con này là con iPhone 11 Pro Max nha, con này màn hình thay rồi nha, màn hình thay lưng thay luôn nha, giá rẻ nha, màn hình thay lưng thay 11 Pro Max, giá bán là 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu rưỡi. Mọi chức năng thì full nha, những cái xấu như thế này mình bao cho anh em chỉ có bao test 3 ngày nha, 3 ngày thôi. iPhone 11 Pro Max, con này 64 GB, pin 100 nha, máy nguyên zin, màn hình đẹp keng nha, màu gold 11 Pro Max nha. Giá bán của bên là 9 triệu 850 nghìn nha. 11 Pro Max 64 GB, đẹp keng màu gold, pin 100 nha. Hàng chuẩn nha mọi người. Samsung Galaxy A33 5G, đẹp keng luôn. A33 5G. Màn hình là OLED nha, RAM 6 bộ nhớ trong 128 GB, A33 5G. Giá bán của bên mình là 3 triệu 950 nghìn nha. 3 triệu 950 nghìn. Samsung Galaxy A24 đẹp keng luôn. RAM là 6 GB, bộ nhớ trong 128. A24 rất là đẹp nha. A24, A34, A54 nhìn giống hệt nhau nha mọi người. Cây này thì giá bán của bên mình là 4 triệu 2 nha, 4 triệu 2. Đẹp keng như mới, bảo hành dài, con này mới mua có 10 ngày thôi nha, mới mua 10 ngày, bảo hành rất là dài luôn. Xiaomi Redmi Note 12 RAM 8 128 ngoại hình đẹp 98 nha. Con này được cái là sở hữu màn hình OLED nha mọi người. Màn rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì đẹp 98 99%. Note 12 RAM 8 GB chip 685, màn hình OLED này. Camera 50 chấm nha. Giá bán của bên mình là 3 triệu 850 nghìn nha. 3 triệu 850 nghìn Redmi Note 12. Oppo A78 nha, 5G. Con này mới ra thôi, A78 5G đẹp keng. Giá bán là 4 triệu 9 nha, A78 5G 4 triệu 9, máy đẹp keng. Oppo A95 đẹp keng, giá bán của bên mình là 3 triệu 350 nghìn nha, A95 khá là đẹp nha, 3 triệu 350 nghìn, RAM là 8 GB, còn nhớ trong 128, A95.
Oppo Reno 6Z 5G ngoại hình 98 nha, trầy nhẹ 6Z 5G. Giá bán của bên mình là 3650 nha, 6Z 5G RAM 8 128, 3.650.000. Realme C35 RAM 4 128 nha. Ngoại hình khá đẹp, C35. Giá bán của bên mình là 2.650, 2.650.000. C35 RAM 4128 nha. Samsung Galaxy A32 5G nha. A32 5G, máy đẹp keng luôn. Còn khá đẹp nha. A32 5G đây, hai sim. RAM là 4 như trong 64 nha, RAM có 4 thôi, như trong 64. Giá bán của bên mình là 3.350.000 nha. 3.350.000. Samsung Galaxy Note 20 5G, ngoại hình đẹp nha, Note 20 5G. Note 20 5G nha, ngoại hình đẹp 98. Giá bán của bên mình là 4.850.000 nha, Note 20 5G, 4.850.000. Có một cây thôi. RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB nha. Nay mình về được Oppo A53 nha. Máy đẹp như mới luôn, không khác gì máy mới nha mọi người. Oppo A53. Đây. Không khác gì cái máy mới hết nha. A53 nha. RAM sẽ là 6GB, bộ nhớ trong 128GB, máy đẹp như mới Oppo A53. Giá bán của bên mình là 2.200.000 nha. Đẹp như mới luôn, không khác gì máy mới nha. Này, còn cả siêu luôn này, A53 RAM 6 128, pin con này hình như là được 5.000. Khá là đẹp nha. A53 5G RAM 6 128. RAM 6 128GB nha. Không khác gì máy mới hết, hai sim hai sóng. Giá bán của bên mình là 2.200.000. Tiếp theo là Oppo A9 2020 RAM 8GB nha. RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256GB, con này chạy chip Snapdragon là 665 nha, pin 5000, màn hình 6.5. Khá là đẹp luôn. 8256 nha. Khá là đẹp nha mọi người. Giá bán cũng bên là 2.250.000 nha, A9 2020. RAM là 8, bộ nhớ 256, chip 665, 2.200.000 nha. Máy đẹp như mới, không khác gì cái máy mới nha. Máy con này thì bản quốc tế hết, rất là đẹp luôn, pin 5000, RAM 8, 256, 256GB, tha hồ lưu trữ luôn nha, chip 665. Tiếp theo là Oppo A15s nha, con này phiên bản RAM 6, bộ nhớ trong 128GB. RAM 6 bộ nhớ trong 128GB. Mấy cây này là máy new nha mọi người, máy như máy mới. Còn cả cái bọc đóng siêu luôn đây. Này. Đó, A15s, máy đẹp như máy mới luôn. Giá cực kỳ tốt. Con này giá bán của bên mình chỉ với giá là 2 triệu nha, 2 triệu thôi. RAM 6GB bộ nhớ trong 128, Oppo A15s nha. RAM 6 bộ nhớ trong 128GB. A15s. Hôm nay về được có vài cây thôi nha. Đó. Máy khá là đẹp luôn. Khá rẻ nha mọi người. Đây, không khác gì cái máy mới nha, không khác gì máy mới. Xiaomi 12 nha, con này RAM 8 256. Xiaomi 12, con này nứt nhẹ kính nha, nứt nhẹ kính nè, nứt nhẹ kính. Giá bán của bên mình chỉ 4.850.000 thôi. Xiaomi 12, 4.850.000 nha. Vivo V23 5G RAM 8 128 nha, 3.950.000. V23 5G 3.950.000 thôi. Samsung Galaxy S10 nha, con này thì một sim bản hàng, RAM là 8, bộ nhớ trong là 512GB. Giá bán của bên mình là 3.750.000, 3.750. Samsung Galaxy Z Flip 3 nha, cái này hơi trầy, ngoại hình hơi trầy nha, Z Flip 3. Mà hình hơi trầy nha, hàng Việt Nam hơi trầy tí. Z Flip 3 5G, giá bán của bên mình là 7.150.000 nha. Z Flip 3 5G
Ở Việt Nam sẽ là hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM nha. RAM là 8, bộ nhớ trong 128GB, mặt lưng nó hơi chạy xíu nha. Mặt lưng hơi chạy tí. Oppo Reno 8 5G, ngoại hình đẹp keng, Reno 8 5G. Reno 8 5G giá bán của mình là 6 850 nghìn nha. Reno 8 5G, RAM là 8GB, bộ nhớ 256GB nha. Con này chạy chip Dimensity là hình như là 1.300 nha. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, RAM 8 128, màn hình nó có lưu ảnh nhẹ nha. Giá bán của bên mình là 2.600.000 nha. Note 11 Pro nha, 2.600.000. Note 10 Pro chứ. Redmi Note 10 Pro 2.600.000 nha, ngoại hình đẹp, còn khá đẹp. iPhone 13 Pro Max hôm nay mình có một cây 256GB pin 87 nha, cây này ngoại hình hơi chạy tí. Ngoại hình hơi chạy tí nha. Giá bán của bên mình là 17.500.000 nha mọi người, 17.500.000, 13 Pro Max 128GB. 17.500.000 nha. 250 13 Pro Max 256GB pin 87, 17.500.000. iPhone XS nha. Con này thì này nó mẻ một xíu. Con này màn hình là màn hình GX nha mọi người, màn hình GX nhìn như màn hình zin luôn. XS mẻ một xíu, màn hình GX. Giá bán của bên mình là 3.650.000, 64GB. 3650 nha. Pin 92 XS. Samsung Galaxy A32, cây này vỏ lưng nó hơi chày nè, giá bán 2.850.000 thôi, dáng này đẹp nha. A32 2.850.000 thôi nha. iPhone 11 128GB, iPhone 11 nha, 128GB. Con này pin bảo trì rồi, bảo trì rồi nha. Nói chung thì con này giá rẻ thôi. Giá của bên mình cây này là 6.000.000 nha. iPhone 11 6.000.000, 128GB nha, pin bảo trì, ngoại hình hơi xấu xíu. Samsung Galaxy A54 5G, máy mới mua, ngoại hình đẹp như mới luôn nha, đẹp như mới luôn. Giá bán của bên mình là 6.700.000 nha, 6.700.000. A54 5G 6.700.000 nha. Full box mà đẹp như mới nha mọi người. Như mới nha. Oppo Reno 8T 5G, RAM 8 128, ngoại hình đẹp nha, Reno 8T 5G. Giá bán của bên mình là 6.300.000 nha. 8T 5G 6.300.000, ngoại hình đẹp nha. Con này chạy chip 695 5G, màn hình 6.7 inch, pin 4800, RAM 8 128 nha. S21 5G, hai SIM, ngoại hình đẹp, giá bán của bên mình là 6.000.000 nha, S21 5G. Con này ngoại hình cũng cắn chứ không đẹp nha mọi người, ngoại hình cũng cắn nhẹ, cắn nhẹ. Con này giá bán của bên mình là 5.750 nha, 5.750 thôi. Ngoại hình đẹp thì giá bán là 6.000.000, cắn nhẹ thì 5.750. Samsung Galaxy S10 LED 2 SIM 8128, hàng Việt Nam, máy đẹp, 4.400.000 nha, S10 cộng. iPhone 12 pin 100, ngoại hình đẹp nha. Máy theo tầm 98, giá bán là 8.350 nha, iPhone 12. S21 FE 2 SIM, con này thì RAM 8 128, 6.500.000 thôi nha, S21 FE 2 SIM, máy đẹp, 6.500.000. Area G8 nha mọi người, hôm nay mình có một cây G8. Con này thì bản Mỹ, ngoại hình thì còn khá đẹp nha, Hero G8. Giá bán của bên mình là 2.500.000 nha, 2.500.000. Hero G8 nha, 2.500.000. Màn hình đẹp không ám ảnh nha. Con này thì bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Có cắn nhẹ, cắn nhẹ nha. G8 2.500.000. Samsung Galaxy A52 nha, A52 thì giá bán của bên mình là 3.550.000 nha. A52 ngoại hình đẹp, 3.550.000, RAM 8 128, màn hình OLED nha. RAM 8 bộ nhớ trong 128GB, 2 SIM nha, A52. C
Xiaomi Redmi Note 11, đây là màn hình trầy nhẹ. Note 11 sẽ sở hữu màn hình OLED nha. RAM là 4GB 128. Giá bán của bên mình cây này hơi trầy nha. Giá bán của bên mình là 2.7 triệu nha, 2.650.000 thôi. Redmi Note 11 2.650.000. Samsung Galaxy A73 5G máy đẹp nha. Giá bán của bên mình là 5.950.000 nha. A73 5G. RAM 8/128, 5.950.000, màn hình đẹp 9899 nha, 5950. Samsung Galaxy S21 5G nha. Con này màn hình hơi trầy, bản ở Việt Nam 2 SIM. Giá bán của bên mình là 5.750.000 nha, 5750, S21 5G, RAM sẽ là 8/128GB, vì nó hơi trầy nhẹ nha mọi người. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, con này ngoại hình tầm 98 nha. Giá bán của bên mình là 4.4 triệu nha, Note 11 Pro 5G. Con này chạy chip Snapdragon là 695 5G nha. RAM là 8, bộ nhớ trong là 128GB. Note 11 Pro 5G, camera là 108 chấm nha. Samsung Galaxy S22 Ultra nha. Hôm nay mình về được một cây. Cây này là cây cuối cùng luôn, hết hàng của dòng máy new rồi giờ nha. Cái này thì mình mới vừa lấy hôm nay, ngày mai nó mới kết bảo hành nha. Bảo hành cho mọi người sẽ là 12 tháng hàng Việt Nam. S22 Ultra, RAM sẽ là 8GB, bù nhớ trong 128GB nha. Bảo hành cho mọi người chính hãng 12 tháng nha. Kết ngày mai là bảo hành cho mọi người 1 năm, đúng 1 năm nữa nha. RAM 8/128. Giá bán của bên mình S22 Ultra này với giá là 14.2 triệu nha. Cái máy cuối cùng không còn cái nào nữa nha. Này là lô máy new như thế này là hết hàng nha mọi người. Anh em nào muốn sở hữu một cái máy mà giá tốt mà được bảo hành dài thì lấy cái đó. Hôm nay thì mình cũng có về được một số dòng máy. Bên mình thì hỗ trợ trả góp tất cả các dòng máy luôn, không bao nợ xấu nha. Anh em nào có nhu cầu cứ qua bên shop mình làm hồ sơ trả góp trực tiếp. Đây là cái iPhone 12 Pro Max màu xanh. Con này thì ngoại hình còn là khá đẹp nha. Pin con này thì còn 86. Giá bán của bên mình là 14.650.000 nha. iPhone 12 Pro Max 128GB pin 86, ngoại hình đẹp. 14.650.000. Vivo V23e nha. Con này thì lưng kính, ngoại hình đẹp 98 nha, có trầy nhẹ. V23e, RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong 128, màn hình là màn hình OLED nha. V23e, RAM 8/128, màn hình OLED. Con này là Vivo thì chụp hình rất là đẹp luôn. Anh em nào muốn chụp hình này, một con máy nhỏ, máy mỏng nhẹ, màn hình đẹp của con này nha. V23e giá bán của bên mình là 3.150.000 nha. 3.150.000. Realme 10 Pro Plus nha. Realme 10 Pro Plus. Con này thì ngoại hình tổng thể tầm 98 nha, có trầy nhẹ nha, có trầy nhẹ xíu. RAM là 8, bộ nhớ trong 128GB, màn hình là màn hình cong nha. Màn hình cong. Realme 10 Pro Plus. Giá bán của bên mình cái này là 4.150.000 nha, 4150, RAM 8/128 nha. iPhone 11, cây này ngoại hình tổng thể nó hơi trầy, tầm 98 nha. Con này pin thì còn 80, màn hình nó cũng có trầy nha. Màn hình nó cũng có trầy, pin 80 thôi. Giá bán của bên mình là 6.4 triệu. Hàng Mỹ, máy zin nha, 6.4 triệu nha, màu vàng. iPhone 11. iPhone XR. Con này pin cao nha, pin 91, ngoài nó hơi trầy. Mẻ một xíu nha, mẻ một xíu. Pin cao. iPhone XR pin cao nha. Tới điểm này XR pin cao cũng khá hiếm, pin 91, máy zin chuẩn nha. Sách tay hàng 64GB. XR viền nó cũng có hơi cắn nha. Giá bán của bên mình là 4.4 triệu XR nha, 4.4 triệu. Xiaomi Redmi Note 11, RAM 4 của như trong là 128GB, ngoại hình đẹp nha. Con này sở hữu màn hình OLED. Note 11, RAM 4GB, như 128. Giá bán của bên mình là 2.750.000 nha. Note 11, RAM 4, 128, 2750, máy đẹp nha. Samsung Galaxy A53 5G, con này ngoại hình tổng thể đẹp 98 nha, A53 5G. Có cắn nhẹ nha.
khá nhẹ. Giá bán của bên mình là 4 triệu 450 nghìn thôi, A53 5G nha. Sườn nó có hơi cắn nha, 4 triệu 450 nghìn. Tiếp theo là một cái iPhone 11 hàng Việt Nam nha. Con này thì nguyên zin, pin còn 94, vẫn còn bảo hành hãng nha, bảo hành từ tháng 6 nha mọi người, tháng 6 2024. Pin 94 này, bằng tháng 6. Con này bảo hành tháng 6 hay tháng 3 gì mình nhớ không rõ nha. Hàng Việt Nam 64GB. Giá bán của bên mình là 7 triệu 750 nghìn nha, 7 triệu 750 nghìn. 7 triệu 7 thôi. iPhone 11 hàng Việt Nam còn bảo hành nha, 7 triệu 7. Samsung Galaxy S20 Mux S22 LED nha, bảo hành đẹp nha. Giá bán của bên mình là 10 triệu 2 nha mọi người. S22 LED, ngoại hình đẹp, 10 triệu 2, hàng Samsung Việt Nam nha. Oppo Reno 7, ngoại hình đẹp keng luôn. Reno 7 nha. Khá là đẹp luôn. RAM sẽ là 8, bộ nhớ trong 128, chip 680. Con này màn hình nó có hơi trầy nha, màn hình đây hơi trầy. Giá bán của bên mình là 3 triệu 4 nha, 3 triệu 4, Reno 7 nha, 3 triệu 4. Xiaomi Redmi Note 12, ngoại hình đẹp keng nha, Note 12 hàng chính hãng, bảo hành dài. RAM sẽ là 8GB, nguồn nhớ trong 128 nha, 3 triệu 8 nha mọi người, Redmi Note 12, RAM 8 128, 3 triệu 8. K40S nha, RAM 8 128, con này sách tay chưa tiếng Việt nha, giá bán là 4 triệu 7, Redmi K40S, con này chạy chip Snapdragon là 870 nha, 870. K40S này RAM 8GB, chip 870 nha, 4 triệu 7. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G, màn hình hơi chạy xíu nha, con này chạy chip Snapdragon là 750 5G, màn hình đẹp nha. Redmi Note 9 Pro 5G. RAM là 6, bộ nhớ trong 128GB. Giá bán của bên mình là 3 triệu 150 nghìn nha, 3150. Samsung Galaxy Note 20 hàng Việt Nam. Vỏ nó hơi chạy nha, Note 20. Con này sẽ RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB, vỏ hơi chạy nha. Giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu 4 nha, 5 triệu 4, Galaxy Note 20, hàng chính hãng sẽ được 2 SIM nha. Oppo Reno, con này là con Tecno, Reno, con Tecno Bo, Tecno Bo Va 4 Pro nha. Con này thì RAM sẽ là 8GB nha, Bo Va 4 Pro, màn hình là OLED nè. Con này pin được 6000, sạc là 45W, camera 50 chấm nha. Bo Va 4 Pro. Đây. Con này thì chạy chip Helio G99 nha mọi người. Chip Helio G99, màn hình OLED, camera đẹp pin trâu. Giá bán của bên mình là 3 triệu 650 000 nha. Tecno Bo Va 4 Pro 3 triệu 650 000 nha. Tiếp theo là iPhone 12 Pro Max. Máy đẹp keng luôn, 12 Pro Max nha, hôm nay mình hết hàng luôn, không có hàng, hôm nay mới có lại nha. Con này thì pin còn 89 nha, pin cao, 128GB bản Mỹ, màu đen, máy đẹp keng nha, 12 Pro Max. Giá bán của bên mình là 14 triệu rưỡi nha, 14 triệu rưỡi. Samsung Galaxy S10 5G, ngoại hình đẹp nha, S10 5G sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB, màu vàng, giá bán là 4 triệu nha, S10 5G. S22 Ultra bản Mỹ, màu đen, ngoại hình đẹp nha, giá bán là 12 triệu rưỡi, S22 Ultra 5G, bản Mỹ sẽ là 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM nha. Tiếp theo là con này là hàng Việt Nam, RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, ngoại hình đẹp keng, có trầy nhẹ nha, con này trầy nhẹ giống đẹp keng, con này hơi tróc nhiều nha, hơi tróc nhiều. RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, giá bán của bên mình là 13 triệu 8 nha, S22 Ultra 5G, hàng Việt Nam 2 SIM, 13 triệu 8 thôi.
Samsung Galaxy S10 LED hàng Việt Nam nha. Con này thì ngoại hình nó hơi xấu xíu. Con này bản RAM 8, bộ nhớ trong là 512GB luôn. Lưng nó là lưng gốm này, nên nhìn là biết là bản 512GB luôn nha. Ngoại hình hơi xấu xíu nha mọi người. Cái này thì giá bán của bên mình là 3.950.000 nha. S10 LED hàng Việt Nam, RAM là 8, bộ nhớ trong 512GB nha. S21 Ultra 5G hàng Việt Nam nha. Cây này thì ngoài nó hơi trầy tí, tầm 98 nha. Hàng Việt Nam thì RAM là 12GB, bộ nhớ trong 128GB. Giá tốt nha. Cây này giá bán của bên mình sẽ là 9.500.000 nha. S21 Ultra 5G hàng Việt Nam 9.500.000. Hàng Việt Nam sẽ là hai SIM vật lý nha mọi người. Được cái là hai SIM vật lý. Samsung Galaxy S20 Ultra. Con này thì bản Mỹ nha. Bản Mỹ thì giá bán của bên mình là 5.950.000, S20 Ultra bản Mỹ. Con này sẽ là hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM nha. RAM cũng 12GB luôn, bộ nhớ trong là 128GB. S20 Ultra nha. Xiaomi, con này Redmi 12C, RAM 4/64, ngoại hình đẹp. 2.350.000 nha. Redmi 12C, RAM 4/64GB. Xiaomi Redmi Note 10S nha, con này thì RAM 6/128, màn hình ám nhẹ, 2.350.000 nha. Note 10S 2.350.000 thôi, RAM 6/128GB. Samsung Galaxy S21 5G nha, con này hàng Việt Nam 6.000.000 nha, màu đen, màu trắng chứ, hàng Việt Nam máy đẹp. S21 5G. Samsung Galaxy S21 LUT hàng chính hãng 2 SIM. S21 cộng này hàng chính hãng 2 SIM nha. Ngoại hình thì đẹp 98 nha mọi người, ngoại hình đẹp 98. Giá bán của bên mình là 6.900.000 nha, 6.900.000 S21 cộng nha, ngoại hình đẹp 98, 6.900.000 hàng Việt Nam 2 SIM. iPhone giá rẻ tiếp nha. Đây là iPhone 11 Pro Max, con này thì màn hình linh kiện nha. Màn hình linh kiện. Viền nó hơi dài, giá cực kỳ tốt thôi, chỉ với giá là 6.400.000 nha. Đây, màn hình linh kiện không xác định, máy zin 64GB. Pin còn 84 nha. 11 Pro Max. Tiếp theo là iPhone 11, giá rẻ luôn. Con này thì màn hình linh kiện, pin bảo trì, pin còn 79 nha. Giá bán của bên mình là 5.400.000. Hơi trầy xíu. iPhone 11 chỉ với giá 5.400.000 nha. Xiaomi Redmi 9C RAM 4/128, 1.950.000. Con này thì 3 camera, màn hình rất là to luôn. Redmi 9C. Xiaomi Redmi Note 9S nha, RAM 4/64, ngoại hình 97, hơi kháng xíu, giá thì chỉ với giá là 2.250.000 thôi. Redmi Note 9S RAM 4/64, con này camera 48 chấm, chạy chip Snapdragon 720. Mình có RAM 6, bộ nhớ trong 128, màn hình nó ám nhẹ thôi. Giá bán chỉ có 2.150.000 nha. Note 9S chạy chip Snapdragon nha. Nói chung là viền những cái này thì nó hơi cắn. Giá nó rất là rẻ rồi. Samsung Galaxy M53 5G. M53 5G nha. RAM là 6, bộ nhớ trong 128, màn hình LCD. M53 thì giá bán của bên mình là 4.000.000 nha. Máy đẹp nha, M53 5G. S21 5G hàng Việt Nam 2 SIM, ngoại hình đẹp, giá bán của bên mình là 6.000.000 nha. S21 5G 6.000.000. Samsung Galaxy A53 5G RAM 8/128, 30/1/2024, ngoại hình đẹp như mới luôn, 5.000.000 nha. A53 5G bảo hành rất là dài. Note 20 5G nha, con này thì màn hình nó hơi ám nhẹ thôi, giá bán là 3.950.000 nha. Note 20 5G RAM 8 bộ nhớ trong 256GB, giá rẻ nha, ám nhẹ thôi, ảnh hưởng gì hết. S21 Ultra 5G một SIM, máy đẹp, giá bán của bên mình là 8.450.000 nha. 8.450.000. RAM là 12, bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì bản hàng nha. Ngoại hình khá là keng luôn.
8.450.000, và mình có hàng công ty, máy đẹp là 10 triệu nha. Tất cả các máy bên mình bán ra đều hỗ trợ cho mọi người trả góp hết nha. Anh em có nhu cầu thì cứ qua bên mình trả góp, thì mọi người cứ qua bên mình làm hồ sơ, không bao nợ xấu nữa. Nợ xấu thì hầu như người ta chỉ bán iPhone thôi, tại iPhone nợ xấu thì người ta sẽ cài iCloud vô nha mọi người. Còn riêng Android thì không ai bao nợ xấu cả. Con này là con S20 FE, chính hãng, hai sim, RAM là 8128 nha, màn hình nó ám nhẹ thôi. Cái bán là 4.450.000, nhẹ cực kỳ luôn nha, 4.450.000. VinMark Lite 4 nha, RAM 6 gb 164, giá bán là 2.250.000 nha, Lite 4, RAM 6 gb 164 GB. Samsung A33 5G, 3 tháng 1 2024, máy đẹp 99 nha, Ken, 4 triệu. Mi Note 8 Pro, RAM 6 128, máy chày 1.850.000 nha. Con này là con Xiaomi Redmi Note 10, màn hình nó ám nhẹ thôi, RAM 6 GB luôn, giá bán là 2.150.000 nha. Redmi Note 10 nha, 2150. Poco X3 Pro nha, cây này ngoài nó hơi trầy nha, hơi trầy. RAM là 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB nha, chip 860. Giá bán của bên mình là 3.150.000 nha. X3 Pro RAM 8 256, này sườn nó hơi xấu nha, vỏ hơi xấu. 3.150.000 thôi, X3 Pro RAM 8 256 GB. iPhone 8 Plus nha, cái này thì máy zin chuẩn nha mọi người, pin thay 100 rồi, 64 GB quốc tế. Đây, 64 GB. Băng Mỹ nha, 8 Plus. Giá bán của bên mình là 3.650.000, pin 100. 8 Plus nha. 3.650.000 nha. Con này là con Samsung A23, RAM 4 và như trong 128 nha, cái này máy xách tay nha, A23 nè, bán hàng nha, xách tay, RAM 4 128. Giá bán của bên mình là 2.750.000 nha, 2.750.000, A23 2750, RAM 4 128 GB. iPhone 11 nha. Con này thì hàng Việt Nam, 64 GB, pin 85 nha, iPhone 11. Ngoan hơi trầy nè, hơi trầy nha, hơi xấu, ngoan hơi xấu xíu. Giá bán của bên mình là 5.950.000 nha, 5.950.000 thôi, iPhone 11 nha, hơi xấu tí, 5.950. Samsung Galaxy M53 5G nha, ngoài hình sườn nó có hơi chạy nha, sườn hơi chạy xíu. Giá bán của bên mình là 5.150.000 nha, M53 5G, RAM 8 256, vỏ lưng thì còn đẹp nha, chứ cái sườn nó hơi chạy nhẹ do sườn nó chạy nhẹ do xài ớp nha. Đây, lưng đẹp ken luôn, lưng đẹp ken luôn nha. M53 5G sẽ là RAM 8 256 GB, màn hình OLED nha, chỉ với giá là 5.150.000 thôi. Samsung Galaxy A54 5G, con này thì RAM 8 như trong 256 nha, bảo hành chính hãng rất là dài luôn. A54 5G, sở hữu màn hình OLED nha, RAM là 8 GB, máy đẹp như mới, còn siêu viền hết nha. A54 5G giá bán của bên mình là 6.800.000, với bản RAM 8 như trong là 256 GB nha, màu đen. Mình có màu xanh, máy cũng đẹp như mới luôn, con này thì RAM là 8 GB, bộ nhớ trong là 128 GB, giá bán của bên mình là 6.500.000 nha. Những cây này còn bảo hành hãng rất là dài luôn, ngoại hình khá là ken nha, như mới luôn nha, không trầy xước gì hết, rất là đẹp. A54 5G. Realme 8 5G nha, Realme 8 5G full box, ngoại hình còn khá đẹp, có sạc cáp zin nha. Realme 8 5G sẽ là RAM 8 bộ nhớ trong 128, con này ngoại hình hơi trầy tí nha, phụ kiện rồi chưa dùng luôn. Camera chính của nó là 48 chấm và chạy chip Dimensity là 700 nha. Realme 8 5G 8128. Cây này giá bán của bên mình là 3.400.000, 3.400.000, hơi chạy tí, 3.400.000 nha. Full box có sạc cáp zin nha. Mình có đẹp, máy đẹp luôn, máy đẹp thì 3.500.000 nha, Realme 8 5G. Đây, máy ken 99 nha, 3.500.000. Sạc cáp zin đầy đủ nha mọi người.
Con này là con Tecno Bova 2, RAM là 8, bộ nhớ trong 128, 2 triệu 350 nghìn thôi. Con này thì màn hình là 6.8 inch, độ phân giải là Full HD nha. Đây, màn hình là 6.8 inch, độ phân giải Full HD, RAM 6, bộ nhớ trong 128. Con này ngoại hình tổng thể nó hơi chạy cái vỏ tí thôi. Giá bán là 2 triệu 350 nghìn nha, Tecno Bova 2. 2 triệu 350 nghìn thôi, pin là 7.000, màn hình 6.8, camera 48 chấm nha. Google Pixel 7 nha, con này RAM 8 128 bản quốc tế, ngoại hình đẹp keng 99, có sạc cáp, có phụ kiện có đầy đủ nè. Phụ kiện nó chỉ có cáp thôi. Google Pixel 7 nha. Giá bán của bên mình là 8 triệu 7 thôi, Pixel 7 quốc tế. Full box RAM 8 128, 8 triệu 7 nha. Samsung Galaxy A53 5G, ngoại hình hơi trầy, A53 5G. Con này tính nó còn khá đẹp nha mọi người. Có cắn nhẹ xíu thôi, cắn nhẹ một xíu thôi nha. Chung là còn khá đẹp, còn siêu viền luôn, A53 5G nha. Cái này thì giá bán của bên mình là 4 triệu 7 nha. A53 5G full box 4 triệu 7, RAM 8 128. Này cũng ngoại hình 97. Cái này hơi trầy hơn xíu thì giá bán là 4 triệu 6 nha. A53 5G. Nói chung là tổng thể mấy cái này khá là đẹp nha mọi người. RAM là 8, 128, 2 SIM, 2 sóng, A53 5G. Màn hình là màn hình OLED nha, hàng chính hãng. Realme 9, RAM 8, 128 nha. Realme 9. Đây, RAM 8, 128, giá bán là 3 triệu rưỡi nha. Máy quay hình keng 99 luôn. Realme 9 nha. Camera con này hình như là 108 chấm nha mọi người. Camera 108 chấm, màn hình là Full HD. Phụ kiện này đủ nha, Realme 9. 3 triệu rưỡi giảm giá cho mọi người. Vivo V21 5G, còn một cây duy nhất nha, ngoại hình đẹp keng 99, giá bán là 3 triệu rưỡi nha. V21 5G, RAM 8 128, ngoại hình đẹp 98, phụ kiện đầy đủ nha, phụ kiện chưa dùng luôn nè, ốp lưng chưa dùng nha. Đây, phụ kiện đầy đủ hết, chưa dùng tới luôn. Đây, sạc cáp đầy đủ nha, có cổng kết nối với tai nghe nữa. Con này thì sở hữu màn hình OLED nha, máy rất là đẹp, lưng lưng nhám nha. V21 5G, RAM 8 128, 3 triệu rưỡi. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne, RAM 6 128, màn hình đẹp 98 nha. Con này giá bán của bên mình là 3 triệu 850 nghìn thôi. Mi 11 Lite 5G ne, RAM 8 128, RAM 6 128, full box 3850. Xiaomi Mi 11 5G, con này RAM 8 256, màn hình nó ám nha. Con này chạy chip Snapdragon là 888, màn hình cong, màn hình khá đẹp luôn nha. Màn hình đẹp keng 99, hàng chính hãng, RAM 8 256, giá bán là 4 triệu 350 nghìn. Camera 108 chấm, chip Snapdragon 888, sạc zin là 67W nha. Xiaomi 11 5G, camera 108 chấm. Samsung Galaxy Z Flip 4 bản 256GB, RAM 8, bộ nhớ 256, 3 hình tới tháng 10 2023. Máy đẹp keng 11 triệu 7 nha, Z Flip 4. Samsung Galaxy A24 nha, RAM 6, 128, 3 hình tới tháng 5 2024. Giá bán là 4 triệu 2 nha, 4 triệu 2. A24 nha, 4 triệu 2. Vivo Y72 5G, RAM 8, 128 nha. Máy đẹp keng, phụ kiện đầy đủ luôn. Đây, cáp sạc tai nghe đầy đủ luôn nha, rất là giá trị luôn. Y72 5G, ngoại hình còn đẹp 98 nha, có trầy nhẹ, giá bán là 3 triệu 6 rồi nha. Y72 5G, RAM 8 128, 3 triệu 6, màn hình LCD nha. Camera trước là 16 chấm, con này camera sau là 64 chấm. Bộ vi xử lý là 8 nhân nha, RAM là 8, bộ nhớ trong 128GB. Xiaomi 12, RAM 8 128. Mi 12 8 128, mắt vân tay nha, mắt vân tay rồi. Con này mình có thể chạy lại phần mềm có vân tay lại nha. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 5 triệu rưỡi nha.
Mi 12 unbox 5 triệu rưỡi thôi, RAM 8/128 nha. Rồi anh em là có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp trên bên mình. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.